Các bạn lên cho mình 2 bánh. Tại chân móc bên cạnh chúng ta sẽ lại thực hiện gộp 4 mũi nửa kép. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện luôn gộp 4 mũi nửa kép vào cái chân móc mà chúng ta lên bánh nhé. Các bạn thực hiện mỗi hộp thì các bạn cố gắng chúng ta kéo len dài bằng với cả chiều cao hai bánh mà chúng ta đã len.